mỏ giống như mới dúng vô tô phở vậy. Rồi đẹp. Cái thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Gì chứ? Ôi đừng quay, đừng quay. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày già ngõ đúng không? Đúng gọi là già ngõ đúng không? Ok. Già ngõ hôm qua hỏi chuyện. Hôm nay là không phải là linh hồn. Không phải linh hồn. Mà là già ngõ hỏi chuyện. Đấy, nói mấy câu đi. Em mừng quá, rốt cuộc em đã có người giết rồi. Bên giờ thì giờ hỏi má cho nghĩ của má. Chuẩn bị xong một đứa đi. Bu cảm nghĩ nào đến tống đứa cuối cùng đi. Coi như là xong rồi đó, khỏi đề tên nha. Có đứa nào đề tên không đổi, tại vì lấy đâu mà đổi đúng không? À, không có đề tên, không có đổi. Vì thân là không có rồi, nhưng mà đổi không đổi tại vì còn đâu mà đổi. Có đâu mà đổi. Như đấy. Đề tên rồi thì còn hai cái phòng đó. Đấy. Còn đâu mà đổi. Tại vì đứa này đứa cuối rồi. Đúng không? Đó cuối rồi đó. Trời ơi, đứa quay. Nói mấy câu cho đại ca nhân xem kìa. I love you. Xỉn cốt. Bây giờ còn nó cưới thôi, còn một đời nữa là chia gia tài thôi. Thế thì còn lâu. Còn lâu là chỉ chia gia tài thôi. Còn lâu. Chia gia tài thôi. Nhưng mà nó đi rồi thì ai chia gia tài u đâu? Thì đến khi hết là ta chia. Thôi bây giờ này nè, cái ăn hết đi. Chính xác. Trước khi Bu đi, Bu cứ bán ăn hết đi. Của ai cứ tự ăn. Của ai cứ tự ăn, không cần chia cho đứa nào hết. Không chia nào hết, cứ ăn hết. Ăn hết, còn không chia cùng đi kìa. Ba đi ra nào. Mừng quá. Hoàng nông thổ. Nori phân. Nori thân. Ba xem về Việt Nam xem có đứa nào mà ba rơi vãi rồi đấy. Ba đâu còn return. Mũ đêm cuối. Hết hàng. Chị không nhất máy. Nhà trai qua xong rồi qua đó nguyên lại. Thì con hãy có đứng đây đợi không? Cười xong lái luôn mày. Sống mày. Nổi ý giờ chót.
giờ lâu mãi tưởng nhà trai đổi ý. Sao? Tưởng nhà trai đổi ý. Cây cũng như chai rượu tôi để lên mặt thờ. Dạ dạ dạ. Để thông báo để gì. Dạ dạ. Một lỡ mình không có làm cái lễ
đến hôn cái gì cho chua cái đòi hỏi cái đó. Thì cũng như là cái này là ngày hôm nay mình thắp nhang. Dạ dạ dạ. Vậy thôi. Dạ dạ dạ. Để cho ông bà biết vậy thôi. Dạ dạ. Cho ông bà biết bà mừng vui nữa. Dạ. Mai mốt ông bà sẽ được báo cáo là tới ngày đó là đi ra nhà. Dạ. Hả, xin vé chị. Dạ dạ dạ. Quay đám nhà lá này. Ba đang báo chồng bảy tặng xì với chồng. Quay cái mặt nhiều chuyện đó nè. Quay đây nè, quay lại nè. Trước chụp sao sao quay. Em với anh phải selfie một cái. Đứng đây, đứng chính đứng cứng. Thấy tay của mày kỳ quá. Không anh mua, làm tiếp đi. Dẹp đang động dẹp tao giờ cao điểm chứ. Dạ. Ngọt ai muốn ăn lấy nè. Chụp cái gì nữa đẹp. Dạ dạ. Chụp cái này, chụp cái này. 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 Mắm cười cái mắm. Không coi chưa được nha. Chụp cái này. Chụp cái cái chả này là nướng cái chả. Thôi thì ra đây chụp hình đi em. Thôi ông hết tiền. Bây giờ 1, 2, 3 là bà làm một cái động tác gì đó thôi. Còn bà đứng yên lại đó. 1, 2, 3. Giống một Halloween. Đúng, hôn kiss kiss. Hôn cái lên. Nhìn nhau thôi. Thôi. Ôi giời, hôn thật đi rồi mới đó. À, không, chưa. Chú nhiều quá. Dính nước miếng thôi. Rồi cái nước, khô sạch, khô sạch. Dính nước miếng thôi, đừng có lẹ lưỡi nha. Có cháu đây. Trời chú vui. Ê Nguyên, Nguyên mày cầm tao bơm bên đây một cái các bạn. Tao đang muốn bơm một cái nè. Tao với mắm bơm. Bớt bớt bớt. Ui sao rồi mày. Đây record đây nữa nè. Đang record, cứ record. 1, 2, 3, 3 đứa bắt rau. 3 với bầu bầu. No 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 no. Mắm rau. Ui bơm. Đi lại đi lại đi lại đi lại đi lại đi lại đi lại.
không vậy được, mình nhìn không được, không được, không được. Em mới kiểu nào vậy? Trời ơi, quấy ghê không? Trời ơi. Bi làm đẹp á, bi làm lại đi. Đừng có tấn công qua cái khu vườn của bà kia. 1, 2, 3, nhảy. Nhảy lên cái cho nhảy. Trời ơi, nhảy chậm rồi. Bỏ qua, bỏ qua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, nhảy. Đó. Ôi, dễ thương. Như một con kinh công. Được, xem. Thế đừng có chạy qua nhà người ta đi. Đẹp, đâu bốn chị em chụp ngoài này đi, bốn chị em chụp ngoài này em chụp cho mỗi đứa bầm kiểu vào. Ô, có cả Phi đi kìa. Phi cứ vô Phi nhanh tắt cắn xong nha, chuẩn bị kêu bầm cái là bầm nha. Phi ơi, Phi bảo là tốt lắm. Được rồi nhìn này, Phi ơi, Phi nhìn đây, nhìn phía bên. Rồi đứng yên nha đứng yên. Ê làm tấm bầm gần bầm. Bấm là phải dùng phone. Ủa phone mới được hả? Thôi cần phải quay sát không? Muốn gì mà quay ra đây? Muốn gì mà hàng sao quay sát dữ vậy mà? 1, 2, 3 phải nhảy nha. Ok, mọi ba nhảy. Được, good idea. 1, 2, 3, ready. Cái này là behind the scene. Bà này không có trai bao nhiêu năm rồi. Không có trai mà có nghĩa là không có nghĩa là không có chích. Chích cái ghê quá chật. Bầm. Xếp hình. Xếp hình. Nào phỏng vấn đi, lần vừa rồi xếp hình bao lâu rồi? Mới tối qua. Còn dư là lên muối. Đi với ai? Đi với ai mình không? Đi ngồi với bạn đây mình không? Xe này à? Ngồi xe chủ đi. Đi với bạn đây.
Anh là đẹp hơn. Đẹp trai hơn. Nhéo nè. Có một thân không? Thank you everyone for coming today. Nói không nói lên lời. Đau khổ. Không nói lên lời. Mẫn này đau khổ. Anh có quay cái câu đó chưa? Anh có quay cái câu đó rồi hả? Đau từ gì đến giờ ấy. Tao như bò đá vậy đó. Thôi, mày đặt announcement, mày đặt. Cái chục con bò đá ấy. Chục bò. Mày đặt bay trò hả? Kệ lắm. Giờ chúng là phải vậy thôi, chấp nhận đi. Đúng không? Giờ chúng phải vậy thôi. Thấy không? Sao? Thấy không? Thấy không? Thấy không? À bao giờ lấy chồng? À, chị nhường em lấy trước. Ừ, chị rút kinh nghiệm bữa hôm nay cho nên em bốc chị đi theo không. Thì sao cũng xong rồi. Chị tính tính đi là. Chị tính đi. Em cho em nói gì đi. Làm cả phải làm gương mẫu chứ. Trời ơi, em signal từ lấy giờ chị chả hiểu gì cả. Anh quên nhớ cái câu đó, double. Đúng ngày là double. Ghi hết rồi. Không chạy được đâu. À, chị nói double thì không có chính xác cho lắm. Chị cho con số cụ thể. Mấy anh số cộng làm sao hả? Chị cho mấy số số cụ thể. Thôi đừng nghe chị quá, chị làm cái nữa là không, ba số không thôi. Đằng trước chị cho số mấy cũng được. Đúng không? Không, ép chị quá, đến ngày đám cưới chị áp xịn. Đến lúc đấy không thấy chị cả đâu hết. Ốm nặng, bệnh nặng. Say bye nè. Bye here, okay, bye.